Tân thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã bất ngờ đề nghị nâng lãi suất, thưa quý vị, một quyết định hoàn toàn đi ngược với dự đoán của giới phân tích và đã khiến cho chứng khoán lao dốc dữ dội. Ông Raghuram Rajan, Tân thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ vừa đưa ra đề nghị nâng trần lãi suất từ 7,25% lên 7,5%. Ngay sau thông tin này, chỉ số Sensex trên sàn chứng khoán Bombay trượt 2,55% và đồng ruby trượt xuống còn 62,41 ruby đổi 1 đô la Mỹ. Tân thống đốc lý giải, việc nâng lãi suất lên là phương án cấp bách để kiềm cương tình hình lạm phát hiện đã leo thang lên mức 6,1%. Quyết định trên đã đi ngược lại với kỳ vọng của giới phân tích và giới đầu tư, những người luôn cho rằng phải hạ lãi suất để kích thích kinh tế đang ảm đạm. Tuy nhiên, nếu hạ lãi suất, lạm phát có nguy cơ tăng vọt và đồng ruby lại tiếp tục trượt dốc. Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, ông Rajan quyết định nới lỏng một số chính sách kiểm soát thanh khoản được áp dụng vào tháng 7 để cải thiện tình trạng mất giá của đồng ruby. Hiện tại kinh tế Ấn Độ đang gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm tốc mà giới đầu tư thì đang lần lượt rút khỏi thị trường này vì mất niềm tin vào năng lực cải tổ kinh tế cũng như môi trường đầu tư của chính phủ.